Những ngày cuối tuần thường là dịp để các bậc phụ huynh có thể dành thời gian chăm lo và vui chơi cùng con em của mình. Và ngày hôm qua, dù tại Hà Nội trời vẫn còn khá lạnh, nhưng tại ngày hội Sport Day, ngày hội thể thao của hơn 150 học sinh và 300 phụ huynh, những người tham gia đã khiến cho không khí của ngày đông ấm hẳn lên. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều phụ huynh đã có mặt tại khuôn viên của trường mầm non Wellspring để cho con mình tham gia các hoạt động. Từ diễu hành, đồng diễn cho đến trình diễn thể thao. Nhưng có lẽ phần hấp dẫn nhất chính là thời gian dành cho các bậc cha mẹ tham gia vận động cùng con như chèo thuyền, mặc trang phục truyền thống, bố cõng con lấy bóng, ghép hình cùng bố mẹ, chuyền bóng hai người, vân vân. Sự rạng rỡ, vui tươi đã hiện lên trên khuôn mặt thơ ngây của nhiều em nhỏ. Không phải lúc nào các em cũng được hòa mình vào một không gian vận động như thế này. Con thấy rất vui. Ngày đầu tiên con được tham dự đại hội thể thao. Thế con có thích các cô tổ chức nhiều những cái hoạt động văn hóa như này cho con không? Có ạ. Tham gia và chơi hoạt động thể thao, trò chơi vân vân. Và qua đó thì chúng tôi phát triển cho trẻ rất là nhiều các kỹ năng về phát triển thể chất cho trẻ, các kỹ năng về phối hợp, về các cái tinh thần tập thể cũng như cái khả năng giải quyết vấn đề. Trên thực tế, với nhiều bậc phụ huynh, dù con chỉ mới đi nhà trẻ hay đã là học sinh cuối cấp 3, thì việc tham gia vào các hoạt động ở trường của con cũng vô cùng quan trọng. Điều này giúp trẻ thấy mình được động viên vì bố mẹ thực sự quan tâm đến việc học hành của mình. Thôi bố mẹ rất là cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là ngạc nhiên là các con lại có thể hòa nhập được với cả những cái chương trình mà mình chỉ nghĩ là dành cho người lớn thôi ấy. Mà các con rất là vui vẻ, rất là thích. Ngoài những giờ học ở trường thì được vận động này, được chơi với nhau này, được thi đấu này, mình thấy là rất là có ý nghĩa, bởi vì là các bạn ấy được tham gia thực tế và được tự mình tham gia vào các cái hoạt động đó thì nhớ rất là lâu, về nhà kể lại với bố mẹ và rất là hứng thú. Những ngày hội thể thao vận động như thế này cũng như việc tham gia vào các hoạt động ở trường cùng trẻ chính là một cầu nối quan trọng giữa phụ huynh, nhà trường và giáo viên để hiểu và giáo dục trẻ một cách tốt nhất.